Nếu bạn làm một phim Hàn Quốc hoặc đơn giản là quan tâm đến những bộ phim hình sự gay cấn, mình tin chắc các bạn đã từng nghe đến bộ phim Tòa án vị thành niên mới được ra mắt đầu năm 2022. Lý do mình nhắc đến bộ phim này là bởi những vụ án trong bộ phim hầu hết đều được chuyển thể từ những sự kiện có thật diễn ra tại đất nước này. Trong đó, có một vụ án xuất hiện ở hai tập đầu với tựa đề Vụ án nữ sinh tiểu học bị phân xác thành từng mảnh ở thành phố Seoul. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ lại vụ án từng gây chấn động cả đất nước Hàn Quốc này, đồng thời hy vọng rằng các bạn có thể đưa ra những điểm đáng nghi theo quan điểm của các bạn để vụ án có thêm nhiều góc nhìn nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào đầu giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2017, đồn cảnh sát Incheon, Hàn Quốc đã nhận được báo cáo của một đôi vợ chồng trẻ. Qua điện thoại, người chồng cho biết kể từ khi đưa con gái đi học vào sáng ngày hôm nay, họ không còn bất kỳ thông tin nào của đứa trẻ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà người báo án để điều tra chi tiết. Tại đây, người mẹ đã tường thuật chi tiết vụ việc. Được biết, người mất tích là con gái 8 tuổi, tên Hemi. Sau khi đưa con đến trường vào sáng hôm nay, cô đã trở về nhà và làm những việc nội trợ như hàng ngày. Vì trường khá gần nhà nên thông thường khi học xong lớp buổi sáng, con gái sẽ tự đi về nhà. Hoặc nếu không về kịp, cô bé sẽ mượn điện thoại giáo viên gọi điện để báo với mẹ. Thế nhưng, đến trưa cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của cô bé. Lúc này, cảm thấy con gái mình có lẽ vui quá nên quên báo cáo. Cho đến đầu giờ chiều, cô vẫn không thấy bóng dáng của Hemi nên vội vàng rời khỏi nhà, đi đến công viên gần đó và các con phố để tìm con nhưng không có manh mối. Người phụ nữ lúc này đã không còn chần chừ nữa, vừa cầu mong con gái không xảy ra chuyện gì, vừa vội vàng chạy về nhà gọi điện đến trường hỏi giáo viên xem con mình còn ở đó không. Tuy nhiên, cô giáo nói rằng tất cả học sinh trong trường đều đã đi học về. Lúc này, cô chỉ nghĩ rằng có thể con gái mình đã đến nhà bạn cùng lớp nên đã gọi điện cho các phụ huynh khác nhưng vẫn không nhận được câu trả lời cô muốn. Cho đến khi mọi khả năng cô nghĩ tới đều bị phủ nhận, mẹ của Hemi liền lập tức bấm số điện thoại của chồng. Sau khi bàn bạc, cặp đôi lập tức quyết định gọi cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát lập tức cử người đến. Họ cho rằng đứa trẻ 8 tuổi không có ý định tự ý bỏ nhà đi và rất có thể đang bị bắt làm con tin. Sau khi đến nhà Hemi và tìm hiểu ngắn gọn, cảnh sát đã nghi ngờ rằng Hemi rất có thể đã bị bắt cóc. Nếu vậy thì đáng lẽ bọn bắt cóc đã gọi điện đòi tiền chuộc hoặc trong ngày hôm nay bọn chúng sẽ gọi đến. Vì vậy, cảnh sát đã lắp một thiết bị giám sát tại nhà Hemi. Tuy nhiên, hai vợ chồng đợi cả buổi chiều nhưng điện thoại ở nhà không có âm thanh gì. Hai người đã thay đổi từ lo lắng lúc đầu trở nên sợ hãi. Lúc này, những người hàng xóm xung quanh cũng nghe được tin Hemi mất tích. Dù sao, đó cũng là đứa trẻ mà họ nhìn thấy quá trình lớn lên của cô bé. Mọi người tự đoàn kết lại để giúp tìm kiếm Hemi. Mọi người tìm kiếm suốt buổi chiều, mặc dù phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng, nhưng vụ việc vẫn không có gì tiến triển. Lúc này, một số người cho rằng có thể Hemi đã gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về. Sau khi gây tai nạn, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn cùng những người bị thương. Sau khi nghe điều này, cảnh sát cảm thấy rất có khả năng xảy ra nên họ lập tức đến các phòng ban liên quan để trích xuất giám sát các con đường gần trường học. Nhưng điều không ai ngờ tới là giám sát cho thấy trong khoảng thời gian Hemi mất tích, các con phố xung quanh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Dần dần, buổi chiều sắp tắt nắng nhưng vẫn không có tin tức gì về Hemi. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu tìm đến các nhà bạn học cùng lớp của Hemi. Và tại đây, họ cũng đã tìm thấy tin tức cuối cùng về Hemi trong cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp của cô bé. "Cô bé, em và Hemi tan học vào buổi trưa phải không?" Cảnh sát nhẹ nhàng hỏi. "Vâng, tụi cháu đã cùng nhau đi học về," cô bé nhỏ trả lời. Cảnh sát tiếp tục hỏi. "Hai đứa đã tạm biệt nhau ở đâu?" Cô bé vừa nhìn chăm chú cảnh sát, vừa trả lời. "Tại sân chơi trong công viên ạ?" Cảnh sát hỏi thêm.
các cháu không về nhà cùng nhau sao? Tại sao các cháu lại đến công viên giải trí? Trên đường đi, chúng cháu thấy sân chơi có nhiều bạn nhỏ nên cũng đi qua xem, cô bé đáp. Sau đó, cháu có rời khỏi sân chơi công viên với Hemi không? Viên cảnh sát gặng hỏi. Cô bé nghe xong câu hỏi cũng vui vẻ trả lời. Dạ không, cháu tự mình đi. Hemi nói muốn gọi điện cho mẹ nên đi mượn điện thoại của người khác. Cháu đợi rất lâu không thấy Hemi quay lại nên cháu đã một mình về nhà. Viên cảnh sát nghe được câu này rất hưng phấn. Cuối cùng cũng tìm được thông tin về Hemi nên tiếp tục hỏi. Cháu có thấy Hemi mượn điện thoại của ai không? Cháu nhìn thấy đó là một người gì đeo kính râm, trên tay kéo một chiếc hộp lớn cùng Hemi rời đi. Nhưng Hemi nói với cháu một lát sẽ quay lại. Người gì này bao nhiêu tuổi, cô ấy trông như thế nào? Cảnh sát hỏi tiếp. Gần giống mẹ cháu, cô bé suy nghĩ trả lời. Đối mặt với một đứa trẻ 8 tuổi, cảnh sát không tìm được thêm thông tin cụ thể nào nên đành kết thúc cuộc điều tra. Tuy nhiên qua điều tra, cảnh sát đã có được sơ lược chung về nghi phạm. Phụ nữ khoảng 30 tuổi, đeo kính râm và mang theo vali. Cảnh sát nhận định nghi phạm có thể sống gần công viên. Vì nghi phạm đang kéo vali qua công viên, chắc chắn là vừa đi công tác về hoặc chuẩn bị ra ngoài. Khoảng cách sống không thể quá xa và nghi phạm đó đã đi bộ ngang qua công viên. Vì vậy, cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh hướng tìm kiếm và bắt đầu tiến hành điều tra tại các cộng đồng dân cư, công viên, nhà máy gần công viên. Đến khoảng 8 giờ tối, một nhóm cảnh sát tìm thấy một chiếc kẹp tóc của Hemi dưới ghế trong công viên nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của cô bé. Cuối cùng, vào khoảng 10 giờ 30 tối, Hemi được tìm thấy trên nóc phòng chứa nước, trên nóc một tòa nhà dân cư. Nhưng cô bé không còn là Hemi xinh xắn dễ thương nữa mà chỉ còn là một đống bộ phận cơ thể không thể nhận dạng được. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy bộ quần áo của cô bé trong túi ni lông. Vừa nhìn thấy, bố mẹ Hemi đã ngất xỉu ngay tại chỗ sau khi đến nơi. Sau đó, bác sĩ pháp y cũng bắt đầu làm việc. Căn cứ vào tình trạng của thi thể, phán đoán Hemi đã tử vong khoảng từ 1 đến 3 giờ chiều hôm đó. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Xét theo vết chảy xước ở vùng da quanh cổ thì có thể xác định được hung thủ đã dùng một dải dây tương đối mỏng để siết cổ Hemi đến tử vong. Sau khi ghép các bộ phận cơ thể lại với nhau, cảnh sát phát hiện ra một số tình tiết kinh hoàng nhưng vô cùng kỳ lạ. Thi thể bị thiếu một ngón tay và một số bộ phận trên cơ thể. Cảnh sát cũng không tìm thấy lượng máu lớn do bị phân mảnh tại hiện trường. Đánh giá từ các dấu vết phân chia trên các bộ phận cơ thể, con dao mà kẻ sát nhân sử dụng dường như không quá sắc bén và phương pháp cắt cũng không đều. Sau khi nhận được báo cáo pháp y, cảnh sát càng bối rối hơn. Đây rõ ràng không phải là việc làm của những kẻ bắt cóc. Những kẻ bắt cóc thường chỉ đòi tiền chuộc, chúng chỉ ra tay với con tin khi rơi vào thế tuyệt vọng. Về việc sát hại con tin không có tính chất bắt cóc đòi tiền chuộc. Nhưng thi thể bị tổn thương nghiêm trọng, bị phân chia thành nhiều mảnh và mất đi một số nội tạng, rõ ràng không phải là một vụ án sát hại người thông thường. Qua thảo luận, cảnh sát tin rằng đây có thể là một vụ án giết người phân chia thi thể của một kẻ sát nhân biến thái. Nhận thấy tính chất quan trọng của vụ án, các viên cảnh sát đã báo cáo vụ việc lên trụ sở cảnh sát. Đồng thời, sau khi cảnh sát phán đoán dựa trên báo cáo pháp y và khám nghiệm hiện trường cẩn thận, họ kết luận rằng nơi tìm thấy thi thể không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Việc phân tách thi thể tạo ra một lượng lớn máu nhưng lại không tìm thấy dấu vết máu tại hiện trường. Tại hiện trường, nơi thi thể bị vứt bỏ, không có dụng cụ liên quan đến tội phạm. Xét tình trạng của túi nhựa đựng thi thể, có thể thấy hung thủ đã chuyển thi thể đến đây. Lúc này, để tìm ra hiện trường vụ án đầu tiên, cảnh sát bắt đầu khám xét các tầng của tòa nhà. Theo thông tin đã biết về hung thủ được chắc chắn là một người phụ nữ. Khó có khả năng sau khi phân xác của Hemi thành nhiều mảnh, cô ta sẽ đi một quãng đường dài để đến đây, sau đó di chuyển thi thể của Hemi lên đỉnh tòa nhà. Cảnh sát kết luận hiện trường vụ án đầu tiên chắc chắn là ở khu dân cư này, nên họ bắt đầu hỏi những người dân xung quanh xem chiều hôm đó có điều gì bất thường xảy ra không. Kiểm tra rất nhiều video giám sát, cuối cùng cảnh sát phát hiện ra Hemi và một người phụ nữ trung niên đeo kính râm, xách vali
trong thang máy ở tòa nhà. Họ giống hệt như mô tả trước đó của một người bạn của nạn nhân. Như vậy, sự thật cũng bắt đầu dần dần được sáng tỏ. Theo quan sát, cả hai đã ra khỏi thang máy ở tầng 13. Cảnh sát ngay lập tức đến và tiến hành khám xét toàn bộ tầng 13. Tuy nhiên, họ lại không tìm thấy ai đáng nghi. Kẻ sát nhân này có thể lặng lẽ bắt đi một bé gái mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Năng lực gây án của cô ta chắc chắn rất xuất sắc. Một người tính toán kỹ lưỡng như vậy làm sao có thể nói rõ ràng với cảnh sát về tầng nhà của mình. Khi đang bối rối, cảnh sát đã chú ý đến các lối thoát hiểm ở mỗi tầng. Theo quy định, cửa chống cháy ở mỗi tầng đều mở quanh năm. Một số cư dân sẽ chọn lối thoát hiểm khi họ chờ đợi thang máy quá lâu. Với những nghi ngờ như vậy, cảnh sát bắt đầu mở rộng phạm vi, bắt đầu khám xét toàn bộ tòa nhà. Cho đến tận khi cảnh sát đã tìm thấy quần áo và vali của người phụ nữ đeo kính râm tại nhà của một người dân họ Kim trên tầng 15. Trong phòng tắm còn có rất nhiều vết máu. Điều này ngay lập tức cổ vũ những cảnh sát đã điều tra suốt đêm. Như thể kẻ sát nhân đang ở ngay trước mắt họ. Nhưng sự thất vọng lại ập đến chỉ ngay 10 phút sau. Một phụ nữ trung niên đang bị cảnh sát còng tay dù là chủ nhà nhưng chỉ mới về đến nhà và không biết tại sao trong phòng tắm lại có vết máu. Sau đó cảnh sát biết được, trong thời gian Hemi mất tích, người phụ nữ này đang làm việc trong bệnh viện. Đồng nghiệp trong toàn bộ khoa có thể làm chứng cho cô ấy. Hơn nữa, cách ăn mặc của cô ấy khi ra ngoài vào buổi sáng hoàn toàn khác so với người phụ nữ đeo kính râm trong camera giám sát. Vì có đủ nhân chứng và bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát không còn cách nào khác là thả bà chủ nhà. Nhưng họ không dễ dàng từ bỏ manh mối quan trọng này mà ngay lập tức yêu cầu các bác sĩ pháp y lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm ADN. Trong khi chờ đợi kết quả, lời nói vô tình của người hàng xóm đã lọt vào tai cảnh sát và trở thành chìa khóa giải quyết vụ án. Nhà họ cũng có một người phụ nữ thường xuyên đeo kính râm khi ra ngoài. Nghe đến đây, cảnh sát dường như đã suy đoán được người gây án là ai. Họ lập tức thay đổi kế hoạch, chọn cách nằm chờ người phụ nữ bí ẩn xuất hiện. Cuối cùng sau vài giờ, con mồi thật sự đã cắn câu. Khi người phụ nữ bí ẩn được áp giải đến phòng thẩm vấn, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi kẻ sát nhân biến thái phân xác cô bé nhỏ kia thực chất lại là một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Hung thủ ra tay sát hại và phân chia thi thể Hemi chính là con gái của bà chủ nhà, tên Kim Ji-jeong, 17 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo, vẻ ngoài vô hại của cô ta làm cảnh sát không thể nào tin cô ta liên quan đến một vụ án độc ác như thế này. Nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy vết máu trong phòng tắm của gia đình là của nạn nhân Hemi, cùng với việc xác định hồ sơ giám sát và nhân chứng, không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Ji-jeong chính là kẻ sát nhân. Cảnh sát đưa Kim Ji-jeong đến phòng thẩm vấn. Đầu tiên, người thẩm vấn lấy ra một bức ảnh của Hemi và hỏi cô có biết cô bé trong ảnh không? Kim Ji-jeong nhẹ nhàng liếc nhìn cảnh sát và nói rằng cô không biết người này. Người thẩm vấn không còn vòng vo nữa mà bày ra từng chứng cứ trong vụ án. Dần dần, vẻ mặt của Kim Ji-jeong trở nên nghiêm nghị, cuối cùng cô ta cũng chịu nói ra sự thật. Cô ta nói rằng việc giết đứa trẻ chỉ là một trò chơi đối với cô ta. Cảnh sát có mặt ở đó rất kinh hoàng sau khi nghe thấy điều này. Vào ngày xảy ra sự việc, Kim Ji-jeong đang ngủ trưa ở nhà. Có thể có người không hiểu rằng ở tuổi 17, lẽ ra cô ta còn đi học mới đúng. Quả thực, Kim Ji-jeong lẽ ra phải đi học, nhưng vì tính cách của cô ta, Ji-jeong bỏ học sớm và chỉ ở trong nhà. Hôm đó ở công viên phía dưới có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa. Tiếng cười của bọn chúng đã đánh thức Kim Ji-jeong. Cô ta sắc mặt khó chịu, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, lạnh lùng nhìn bọn trẻ đang chơi đùa bên dưới. Kim Ji-jeong rất không vui nên đã nhấc điện thoại lên và bắt đầu phàn nàn với một người bạn trên mạng. Điều kỳ lạ là chỉ trong vài phút, Kim Ji-jeong, người vốn đang cau mày, đột nhiên mỉm cười. Cô ta thong thả bước vào phòng mẹ, lấy trong tủ ra một bộ quần áo, rồi kéo vali ra khỏi cửa. Cô ta không phải đi du lịch mà là muốn đến công viên lừa một đứa trẻ về nhà. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người chắc hẳn đã đoán được rồi đúng không?
Sau khi đi đến công viên, Kim Ji-cheong chọn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và cẩn thận quan sát những cô cậu nhóc này. Nhưng khi quan sát, cô ta phát hiện mỗi đứa trẻ đều có người lớn đi cùng, không có cơ hội để cô ta ra tay. Đột nhiên, bên tai cô ta vang lên một giọng nói trẻ con. Cô bé nào đó đang muốn mượn điện thoại di động để gọi cho mẹ, nhưng lại không dám. Kim Ji-cheong đi theo âm thanh, khóe miệng nhếch lên và cô ta đã tìm thấy mục tiêu. Một lúc sau, Kim Ji-cheong đeo kính râm vào, giả vờ tự nhiên bước đến trước mặt của Hae-mi, nhẹ nhàng nói với cô bé rằng, dì có thể cho cháu mượn điện thoại, nhưng điện thoại của nhà dì lại đang hết pin, cháu hãy đến nhà dì để gọi điện nhé. Vừa nói, cô ta vừa chỉ về phía tòa nhà mình đang ở. Lúc đầu, Hae-mi trong lòng từ chối, nhưng lại sợ mẹ lo lắng. Người dì trước mặt lại là một dì xinh đẹp, dáng vẻ cười nói của cô ta khiến cô bé bối rối. Cuối cùng, Hae-mi đành ngượng ngùng gật đầu đi theo, đồng thời cũng không quên bảo bạn cùng lớp đợi cô bé quay lại. Lúc này vào khoảng 1 giờ 30. Hai người chậm rãi đi vào thang máy, Kim Ji-cheong cùng Hae-mi trò chuyện suốt trong lúc đó. Đến tầng 13, cô ta dẫn Hae-mi ra khỏi thang máy và đi theo lối thoát hiểm. Hae-mi vẫn còn nhỏ nên không nhận thấy điều gì bất thường. Cô bé cứ nắm chặt tay người dì này và đi theo lên tầng 15. Sau khi vào nhà, Kim Ji-cheong lấy ra con mèo của mình để thu hút sự chú ý của Hae-mi. Cô ta tiếp tục lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho người bạn trên mạng lúc này rằng mình đã tìm thấy một đứa trẻ và thành công lừa cô bé vào nhà. Trò chuyện một lúc, đến 2 giờ, Kim Ji-cheong đặt điện thoại xuống, lấy ra một sợi cáp mỏng, mỉm cười đi về phía Hae-mi rồi vòng qua chiếc cổ cô bé. Lúc này, cô ta nhanh chóng siết mạnh tay làm cô bé giật mình, không ngừng dùng sức cố gắng vùng vẫy. Tuy nhiên, chỉ với sức một đứa trẻ, Hae-mi rất nhanh đã ngừng thở. Tiếp theo, Kim Ji-cheong bình tĩnh chuyển Hae-mi vào nhà vệ sinh và dùng dao phân thi thể thành từng mảnh. Mỗi nhát dao cô ta buông xuống là máu không ngừng tuôn ra và bắn đầy lên người cũng như khắp nhà tắm. Sau khi đã chặt các bộ phận cơ thể ra, cô ta cho các bộ phận cơ thể vào hai túi nhựa. Không chỉ vậy, Kim Ji-cheong còn lấy riêng một ngón tay và một phần thịt đùi của Hae-mi, rửa sạch và đặt nó vào một chai thủy tinh. Sau khi xử lý xong, vào khoảng 3 giờ, Kim Ji-cheong cho chai thủy tinh vào túi sách. Sau đó cô ta xách túi nhựa đựng các bộ phận cơ thể lên mái nhà. Xử lý xong, cô ta trở về nhà, thay quần áo rồi xách túi sách ra cửa. Cô ta đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Lúc này cô ta đã thay bộ quần áo mới, trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Không ai đi ngang qua Kim Ji-cheong ngày hôm đó có thể biết rằng cô gái đang tươi cười đi tàu điện ngầm này đang cầm trên tay một chiếc chai thủy tinh đáng sợ. Mục đích chuyến đi của Kim Ji-cheong là đến Seoul để gặp cư dân mạng bí ẩn và gần gũi đó. Tới đây, chắc chắn các bạn cũng nghĩ rằng người bạn trên mạng của Kim Ji-cheong có liên quan đến vụ án đúng không? Ngay bây giờ, cảnh sát sẽ giải đáp nghi vấn trên. Khi cô ta ngủ trưa và nhận thấy những đứa trẻ dưới công viên làm phiền đến mình, cô ta đã nhắn tin với một người bạn của mình trên ứng dụng trò chơi, nội dung sau đó được hung thủ kể lại chi tiết. Kim Ji-cheong: tôi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con chơi đùa ở tầng dưới. Người kia: vậy cậu có thể đi giết bọn chúng giống như cậu đang làm nhiệm vụ trong trò chơi. Kim Ji-cheong: đúng, là công viên giải trí, có trường học, tôi có thể nhìn thấy sân chơi của trường. Kim Ji-cheong: haha, một trong số chúng sẽ chết. Điều này đã lý giải tại sao khi khai với cảnh sát, Kim Ji-cheong lại nói rằng mình làm điều này để hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi. Đồng thời, khi được cảnh sát hỏi về bộ phận cơ thể mất tích của Hae-mi, câu trả lời của cô ta là nó đã được đưa cho cư dân mạng đó. Cô ta luôn nhắc đến một cư dân mạng nhiều lần và dường như tội ác đã hoàn thành dưới sự chỉ huy của một cư dân mạng. Tuy nhiên, sau khi nhận được kết luận của chuyên gia tâm lý, cảnh sát lại không chắc liệu cư dân mạng này có thật sự tồn tại hay không. Đến thời điểm này, kẻ sát nhân trong vụ phân xác cô bé nhỏ đã được xác định rõ ràng, nhưng còn rất nhiều manh mối không tạo thành một vòng khép kín. 1. Không tìm thấy ngón tay và một bộ phận bị mất của Hae-mi. 2.
cư dân mạng được kẻ sát nhân nhắc tới rất nhiều lần có thật sự tồn tại. 3. Nếu cư dân mạng này tồn tại, thì tại sao người đó lại chỉ đạo Kim Ji-cheong giết người? 4. Kim Ji-cheong thật sự mắc bệnh tâm thần. Những từ trò chơi, giết người, bạn bè, chỉ huy, ảo giác lúc này cứ hiện lên trong đầu cảnh sát. Đối mặt với kết quả thẩm vấn như vậy, cảnh sát không thể hiểu tại sao Kim Ji-cheong lại có thể giết chết một đứa trẻ một cách tàn nhẫn như vậy khi cô ta chỉ là một trẻ vị thành niên. Tâm trí vặn vẹo như vậy được hình thành như thế nào cũng khơi dậy sự tò mò của mọi người. Vì vậy, các chuyên gia tội phạm tâm lý của cảnh sát đã điều tra môi trường sống của Kim Ji-cheong. Kim Ji-cheong sinh ra trong một gia đình giàu có, cha cô ta điều hành một bệnh viện và mẹ cô là bác sĩ. Do tính chất nghề nghiệp của cha mẹ, Kim Ji-cheong hiếm khi có sự bầu bạn của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô ta dần dần hình thành tính cách thu mình và không có bạn bè ngay từ khi còn nhỏ. Cô ta cũng thường xuyên bị bọn trẻ bắt nạt sau khi đi học. Vì vậy, Kim Ji-cheong rất sợ đến trường. Nhà trường cũng đã đề nghị bố mẹ Kim Ji-cheong cho cô ta nghỉ học để gặp bác sĩ tâm lý. Cuối cùng, Kim Ji-cheong đã bỏ học ngay khi cô ta chuẩn bị vào cấp 3. Sau khi bỏ học, Kim Ji-cheong hàng ngày lướt internet và chơi game. Và trong thế giới ảo này, cô ta đã gặp được một người bạn trong game. Người này đối xử với cô ta rất tốt, thường giúp cô ta vượt qua các nhiệm vụ trong trò chơi. Chính vì vậy mà Kim Ji-cheong rất sợ mất đi người bạn này, đồng thời cũng rất muốn được người bạn này công nhận. Khi cảnh sát tiến hành khám xét cẩn thận nhà của Kim Ji-cheong, họ đã loại trừ khả năng lạm dụng ma túy. Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra cư dân mạng bí ẩn này trong ứng dụng điện tử trên điện thoại di động của Kim Ji-cheong. Tuy nhiên, cư dân mạng này không có tên thật hay địa chỉ nhà. Chỉ thông qua chat, họ mới biết rằng cư dân mạng này sống ở Seoul nhưng không có thêm thông tin chi tiết nên cảnh sát bất lực đã liên hệ với cảnh sát Seoul. Ở phía khác, vào sáng sớm ngày 30 tháng 3 năm 2017, có một người lao công đang dọn rác trên đường thì vô tình làm rách một chiếc túi sách bị bỏ và nhìn thấy một chai thủy tinh lăn ra ngoài. Khi nhìn thấy bên trong chai có vật thể lạ, người này tiến lại gần xem và giật mình hoảng sợ khi thấy đó là một ngón tay và một phần thi thể người. Người dọn dẹp nhanh chóng thông báo cho cảnh sát. Sau khi đến nơi, cảnh sát đã yêu cầu xem camera giám sát và đã tìm thấy người phụ nữ ném chiếc túi sách. Người phụ nữ này sống trong một khu dân cư cao cấp ở Seoul, nơi những người giàu có hoặc tầng lớp quý tộc sinh sống. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tìm thấy người phụ nữ ném chiếc túi sách. Vì thế, sau khi kiểm tra địa chỉ, cảnh sát lại do dự vì lý do nào đó. Nhưng cuối cùng, họ cũng triệu tập người này. Đó là một nữ sinh 18 tuổi, tên Park Ji-hyun. Trong phòng thẩm vấn, Park Ji-hyun ngay lập tức phủ nhận sự việc nói: "Tôi chỉ vô tình nhặt được chiếc túi và ném vào thùng rác, tôi không biết trong đó có gì." Không có bất cứ bằng chứng nào, cảnh sát Seoul cuối cùng đã thả Park Ji-hyun, nhưng nói rằng Park Ji-hyun không nên rời Seoul trong thời gian tới, nếu có tin tức, cô ấy sẽ phải hỗ trợ điều tra. Lúc này, cảnh sát Seoul chưa nhận được tin tức về vụ sát hại và cắt xẻo thi thể từ phía cảnh sát Incheon nha các bạn. Cũng chính vì vậy, họ mới không nghi ngờ và liên kết hai vụ án với nhau. Cho đến khi cảnh sát Seoul nhận được báo cáo hợp tác từ cảnh sát Incheon, họ mới ngay lập tức nghi ngờ Park Ji-hyun vừa mới được thả ra nên liền ra lệnh bắt giữ và áp giải cô đến sở cảnh sát Incheon cùng với cha mẹ cô. Sau khi cảnh sát Seoul và cảnh sát Incheon thẩm vấn, Park Ji-hyun giải thích việc cô ta xúi giục Kim Ji-cheong giết Hae-mi. Park Ji-hyun và Kim Ji-cheong gặp nhau trong trò chơi nhập vai. Trong trò chơi này, Park Ji-hyun nhận thấy Kim Ji-cheong rất ngoan ngoãn và thường hợp tác với cô ta khi thực hiện một số nhiệm vụ trong trò chơi. Tuy nhiên, Kim Ji-cheong có vẻ hơi ngốc nghếch và khó hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản, nên Park Ji-hyun thường hướng dẫn Kim Ji-cheong hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi. Chính vì điều này mà cả hai dần trở thành bạn bè và trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau. Kim Ji-cheong gửi tin nhắn nói rằng cô ta bị đánh thức bởi tiếng trẻ con chơi đùa dưới lầu. Cô rất cáu kỉnh và muốn giết chúng, nên mới có cuộc trò chuyện đó xảy ra.
Khi được hỏi tại sao ngón tay của Haemi lại xuất hiện trong thùng rác ở Seoul, câu trả lời của Kim Ji-jeong là: "Nhiệm vụ của trò chơi là giết trẻ em rồi đưa tay chân vào nội tạng cho bạn bè rồi ăn chúng." Với nhiệm vụ như vậy, Kim Ji-jeong đã lấy ngón tay và phần thịt trên cơ thể của Haemi đến Seoul bằng tàu điện ngầm và giao chúng cho Park Ji-hyun, người sau đó đã ném chúng vào thùng rác. Đến lúc này, cảnh sát đã hoàn tất toàn bộ chuỗi chứng cứ liên quan đến vụ án nữ sinh tiểu học bị phân xác thành từng mảnh ở thành phố Seoul và nộp hồ sơ truy tố lên tòa án. Trong cuộc tranh luận tại tòa án Incheon ngày 15 tháng 6, luật sư cả hai bên của hai kẻ sát nhân đều cho rằng thân chủ của mình chỉ là đồng lõa, người còn lại mới thực sự là hung thủ nhằm giảm nhẹ mức phạt. Tuy nhiên, có vẻ chúng ta lại bỏ qua một điều quan trọng là không nên đánh giá thấp xuất thân gia đình của cả Kim Ji-yong và Park Ji-hyun. Quả nhiên, tại tòa, hai bên đã tranh luận gay gắt. Không những vậy, phiên tòa lần này không còn công lý phân định đúng sai nữa mà trở thành chiến trường tranh giành quyền lực tài chính. Ở bên kia, lai lịch của Park Ji-hyun lại càng bí ẩn hơn. Truyền thông Hàn Quốc luôn có mặt khắp nơi nhưng cũng không tìm ra được manh mối nào. Gia đình Park Ji-hyun mời đến 12 luật sư bào chữa cho cô ta. Một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng gia đình họ Park này có liên quan đến thế lực Chaebol. Khi đối mặt với thẩm phán, luật sư của Kim Ji-hyun cho biết thân chủ của mình đã thừa nhận mọi tội ác. Tuy nhiên, cô ta không thừa nhận rằng vụ tấn công đã được tính toán trước. Kết quả cho thấy Kim Ji-hyun mắc bệnh Asperger. Nguyên nhân khiến cô ta ra tay giết người là do lúc đó cô ta mắc bệnh tâm thần, khiến hành vi của cô ta không thể kiểm soát được. Nhưng liệu nó có đúng không? Cho bạn nào chưa biết về hội chứng Asperger thì đây là chứng rối loạn phổ tự kỷ hoặc rối loạn phát triển thần kinh. Nó có những khó khăn trong giao tiếp xã hội, những sở thích bị hạn chế và các hoạt động lặp đi lặp lại và dập khuôn. Nó được phân loại vào cùng loại với bệnh tự kỷ, rối loạn phổ hoặc rối loạn phát triển lan tỏa, nhưng nó khác với chứng tự kỷ. Sự khác biệt với chứng tự kỷ là căn bệnh này không có biểu hiện suy giảm rõ ràng về ngôn ngữ và trí tuệ. Chúng ta không thể biết sự thật, nhưng dựa vào các chi tiết của vụ án nêu trên, có thể thấy rằng xuyên suốt toàn bộ quá trình phạm tội, Kim Ji-jeong đã có tư duy phạm tội cẩn thận và logic rõ ràng. Thậm chí, cô ta còn cố tình ra khỏi thang máy sớm và sử dụng lối thoát hiểm về nhà để gây nhầm lẫn cho cảnh sát. Thứ hai, khi Kim Ji-jeong phạm tội giết người, cô ta hoàn toàn biết mình đang làm gì, nếu không cô ta sẽ không rụt rè. Hơn nữa, trước tòa Kim Ji-jeong rất tỉnh táo, rõ ràng cô ta đang lợi dụng bệnh tâm thần để được giảm án. Cuối cùng, tòa đã kết án Kim Ji-jeong 20 năm tù vì tội cố ý giết người, bắt cóc trẻ vị thành niên và các tội danh khác. Cô ta sẽ phải đeo vòng chân điện tử trong 30 năm sau khi ra tù. Còn về Park Ji-hyun, từ đầu đến cuối nhấn mạnh rằng cô ta chỉ là đồng phạm, không thực sự tham gia vào tội ác. Cuối cùng, mức án của cô ta được giảm từ tù chung thân xuống còn 13 năm tù. Sau khi bản án được công bố, dư luận không khỏi ngỡ ngàng và không đồng tình. Thậm chí, sau đó một đoạn tin nhắn được công bố đã làm dư luận dậy sóng. Theo báo cáo, Kim Ji-jeong đã trao đổi tin nhắn với Park Ji-hyun trước và sau khi gây án. Trước cuộc tấn công, Kim đã gửi một tin nhắn có nội dung: "Tôi đang đi săn." Sau khi giết học sinh tiểu học, cô ta nói với Park rằng tôi đang ở nhà và tình hình vẫn ổn. Sau khi Park hỏi cô ta, cô bé vẫn còn sống à, ngón tay của cô bé có đẹp không? Kim trả lời, rất đẹp. Dư luận cho rằng hình phạt của tòa án đã có sự nhúng tay của thế lực hai gia đình. Thậm chí còn có rất nhiều tình tiết khác nhưng không được cảnh sát công bố. Cha mẹ của nạn nhân Haemi cũng tin rằng kẻ sát nhân có gia cảnh quyền thế và cản trở công lý, nên họ đã đưa ra kiến nghị trực tuyến để tăng mức án cho hai kẻ sát nhân với nội dung như sau. Xin chào các bạn, chúng tôi là cha mẹ của Haemi, nạn nhân của vụ sát hại bé gái 8 tuổi ở Seoul vào ngày 29 tháng 3. Cái chết bi thảm của con tôi và sự bàng hoàng đau buồn của gia đình chúng tôi sẽ khiến các bạn không khỏi đau lòng. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để ngăn chặn điều đáng tiếc này xảy ra lần nữa ở đất nước này. Mong rằng kẻ sát nhân sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Nếu bạn đồng ý với bản kiến nghị, vui lòng để lại ý kiến, hãy ghi tên và thông tin liên lạc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc, ký tên cha mẹ của nạn nhân Hemi. Vụ án này đã đưa ra rất nhiều lời nhắc cho chúng ta. Đầu tiên chính là việc bảo vệ và dạy dỗ những đứa trẻ về việc đề phòng những vấn đề ngoài xã hội. Thứ hai cũng chính là việc phân biệt cuộc sống thực tại và cuộc sống trong thế giới ảo. Không thể phủ nhận những trò chơi có thể giải quyết nhu cầu giải trí của con người, nhưng cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và những người xung quanh. Trên thực tế, khi tìm hiểu về vụ án này, mình biết được có rất nhiều thông tin và chi tiết khác không được cảnh sát công bố. Với tất cả những nội dung trên, bạn có thể nhận thấy được sơ hở hoặc những điểm nghi ngờ nào không? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành cho đến cuối video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X nhé.